Tuy không phải drama hay bất kỳ một tin giật gân gì đang hot trên mạng xã hội, mà ở đây, chúng ta sẽ bàn tán về một chế độ chơi mới vừa ra mắt trong Liên minh huyền thoại cách đây không lâu với tên gọi là Quick Play. Có người đã biết, có người thì chưa chắc đã biết khi vẫn còn đang bận mải leo rank và xem quỷ vương múa Azir trong các trận đấu chuyên nghiệp mà không chú ý đến thì hãy cùng với cả cà phê Liên minh điểm qua xem nó có gì thú vị và cộng đồng đón nhận như thế nào về chế độ này thông qua video sau đây nhé. Giới thiệu như vậy thì chắc đã đủ làm hài lòng anh em rồi đúng không nhở? Vậy còn làm gì tiếp theo khi mà không người tìm ngay cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, một không gian cực chill để thoải mái thưởng thức được trọn vẹn nhất những nội dung hấp dẫn? Và còn chờ gì nữa để tới phần tiếp theo thế nào? Gửi đến anh em nào chưa biết, chế độ đấu thường, chọn nhanh hay còn gọi là Quick Play đã cập bến máy chủ Việt Nam tại phiên bản cập nhật 13.22 cách đây ít ngày. Tuy nhiên, việc ra mắt trong thời điểm cả thế giới chỉ chú ý vào chung kết thế giới như thế này cũng là một thiệt thòi vô cùng lớn dành cho chế độ mang nhiều lợi ích cho người chơi game mà đội ngũ làm game của Riot Games đã phát hành. Giải thích qua chế độ này để anh em hiểu rõ hơn. Đầu tiên, đối với những người chơi thích chơi một mình, bạn có thể lựa chọn hai vị tướng bất kỳ ở từng vị trí. Tất nhiên, một trong hai vị tướng này sẽ được ưu tiên mỗi khi tìm tới trận đấu. Thứ hai là đối với những tổ đội từ 2 đến 4 người tương tự với solo. Tuy nhiên, có đôi chút khác biệt, mỗi người chơi sẽ phải có ít nhất một vị tướng độc nhất hay dễ hiểu là vị tướng thuận tay của bản thân và không trùng với đồng đội. Đồng thời, lần lựa chọn đầu tiên, tất cả người chơi sẽ phải lựa chọn tướng và vị trí khác nhau để tránh tình trạng dẫm chân lẫn nhau. Đặc biệt nếu như khởi động chế độ Quick Play với tổ đội 5 người, điều này tất nhiên anh em nào cũng đã biết, mỗi người chỉ được chọn đúng một vị trí cho riêng mình và không cần phải suy nghĩ đến vị trí thứ hai. Bên cạnh đó, vị tướng anh em lựa chọn cho vị trí này cũng phải là duy nhất, hay nói cách khác cũng là lựa chọn. Hay nói cách khác là những lựa chọn này là khác nhau giữa các người chơi với nhau. Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như anh em thích chơi ở vị trí đường trên và tới anh em muốn được chơi lá chóp thì ngay cả khi chơi một mình hay tổ đội nhiều người, anh em cứ ưu tiên lựa chọn vai trò đường trên cùng vị tướng thuận tay lá chóp. Riêng chơi một mình thì cứ chọn ngẫu nhiên các vai trò khác, một vị tướng bất kỳ bởi hệ thống sẽ tập trung vào vị trí mà anh em mong muốn nhất. Từ đó, khi tìm thấy trận đấu, vị trí hiện ra sẽ không lệch đi đâu được, đúng như những gì mà anh em đã lựa chọn trước đó. Tóm lại thì Quick Play giúp cho người chơi được lựa chọn trước một số vị tướng cùng vị trí của mình ngay từ hàng chờ và khi tìm tới trận anh em sẽ được bỏ qua bước này để đi thẳng vào trận đấu. Thay vì phải cần thêm thời gian chọn tướng vào bảng ngọc như chế độ đấu thường cho ẩn phiên bản cũ. Có thể thấy đây cũng là một cách để đốt cháy giai đoạn giúp cho anh em game thủ tiết kiệm được khá thời gian mỗi khi muốn vào một trận đấu. Không còn phải ngồi chờ đợi một lúc lâu rồi phải mất thêm một lúc nữa để tìm kiếm vị tướng phù hợp để chọn và điều chỉnh bảng ngọc, thậm chí lại còn được chọn sẵn vị trí muốn chơi, tránh tình trạng bị tranh giành bởi những kẻ thích bấm khóa ngay lập tức, nhất là mấy ông spam Yasuo trong đấu thường. Đến với phần tiếp theo, hãy cùng điểm qua một chút về những ưu điểm của chế độ Quick Play so với chế độ đấu thường chọn ẩn không thường nhé. Như đề cập ở trên, lần đầu tiên, người chơi sẽ được bỏ qua bước chọn tướng và cho phép họ tham gia trực tiếp vào đấu trường Sunbreak với những tướng mà họ muốn sử dụng. Các vai trò của đội sẽ được tạo thành từ các lựa chọn yêu thích, mặc dù khả năng liên kết giữa các vị tướng sẽ hiếm khi được tạo ra. Giờ đây, nó chỉ còn xuất hiện trong tâm trí từ khi đồng đội xếp hàng cùng nhau và muốn thực hiện các đòn kết hợp với tư cách là một đội. Người chơi cũng có thể tránh được rắc rối khi phải trải qua quá trình chọn tướng, nơi họ có thể bị trừng phạt vì lựa chọn của mình vì một lựa chọn trái meta hoặc một lựa chọn không phù hợp với thành phần hiện tại của đội. Đó là một cách tuyệt vời để người chơi thử vai trò mới và một vị tướng mới vì họ có thể tham gia trận đấu ngay lập tức. Tiếp đó, người chơi không còn mất thời gian để điều chỉnh bảng ngọc. Thông qua đó, thời gian để tiến vào một trận đấu cũng được rút ngắn đi đáng kể. Không chỉ vậy, đối với bỏ phiếu đầu hàng cũng mang đến sự khác biệt. Đối với một trận đấu chọn ẩn, anh em sẽ cần phải đến phút 15 để có thể mở ra điều đó. Nhưng để mở cuộc bỏ phiếu thành công, cần phải có đầy đủ cả 5 phiếu thuận đến từ những người đồng đội thân yêu. Còn nếu muốn nhanh hơn thì phải đợi đến phút thứ 20 để số lượng phiếu bầu giảm xuống. Khi đó anh em chỉ cần 4 phiếu là có thể giải thoát thành công. Đặc biệt hơn thì Quick Play thông dụng hơn nhiều để phục vụ cho tính chất đặc trưng của chế độ này, nhanh, gọn, lẹ. Cơ chế đầu hàng đã được thay đổi, khi anh em chỉ cần đến 10 phút để bắt đầu cuộc bỏ phiếu và số phiếu cần cũng chỉ là 4/5 mà thôi. Còn đến khi phút thứ 20, số lượng lúc này sẽ là 3/5. Vậy nên, tình trạng thoát khỏi viễn cảnh toxic trong một trận đấu cũng được giải quyết nhanh chóng hơn, tránh tình trạng cảm giác ức chế kéo dài. Ngoài ra, những người mới chập chững bước vào tựa game Liên minh huyền thoại cũng được hưởng lợi rất nhiều từ chế độ này. Bể tướng xoay tua miễn phí được mở rộng, điều này trực tiếp tạo ra nhiều cơ hội cho anh em được trải nghiệm. Bên cạnh đó, riêng chế độ mới này, anh em sẽ được mở phép bổ trợ trừng phạt sớm hơn ngay từ cấp 3. Mặc dù đã có những lo ngại về vấn đề này, nhưng người hiện tại nó chưa xuất hiện đến mức cần phải đáng lo. Qua đó có thể thấy rằng, không chỉ những người chơi thâm niên, Riot Games cũng hướng đến những người chơi chập chững bước chân vào đấu trường Summoner Rift.
Chốt lại, có hai điểm cảm thấy rõ nhất ở chế độ Quick Play so với chế độ đấu thường chọn ẩn. Một là siêu tiết kiệm thời gian, những giai đoạn không cần thiết được lược bỏ đi, đồng thời trận đấu cũng sẽ kết thúc nhanh hơn khi cơ chế đầu hàng được cân chỉnh. Thứ hai là để dễ tiếp cận, dễ sử dụng, hoàn toàn phù hợp cho các newbie thích nghi và tạo ra sự thú vị thêm vào trò chơi. Tất nhiên, có lợi thì sẽ có hại, bất cứ điều gì cũng thế, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Sau khi chúng ta điểm qua về những điểm nổi bật của chế độ chơi mới phát hành từ Rust Game, thì hãy cùng đi qua tiếp theo để nhìn ra các hạn chế đã và đang tồn tại sau khi ra mắt được khoảng một thời gian. Và đã có mặt lợi thì làm sao thiếu đi mặt hại được cơ chứ? Sau khi ra mắt được một thời gian ngắn, sau khi người chơi trải nghiệm, bắt đầu những khó khăn đã được hình thành, thiết lập lâu hơn ở sảnh khi không lập nhóm 5 người để tìm trận bất kỳ vai trò phụ nào có sẵn. Nếu không hệ thống sẽ không cho bạn được vào xếp hàng tìm trận, hay nói cách khác là nếu anh em không chọn vai trò phụ thay thế cho vai trò chính, nếu như chơi một mình, anh em sẽ không được tìm trận. Tuy nhiên thì không có chuyện chọn hai vai trò kiểu mid chính và top phụ, mà chỉ có thể như là mid chính, support phụ hoặc mid chính và rừng phụ mà thôi. Điều này thực sự khó chịu so với đấu trường chọn ẩn khi bạn chỉ cần tạo sảnh, kéo bạn kéo bè vào rồi xếp hàng chờ trận. Không biết điều này nó xảy ra ở các khu vực khác hay không, nhưng ở máy chủ Việt Nam, người chơi nếu đã chọn mid, top, bot làm vai trò chính thì khi nó vai trò phụ chỉ chọn một trong hai là sub hoặc là rừng. Và như đề cập ở trên, nếu như không làm như thế thì bạn sẽ không thể xếp hàng chờ một số trận đấu. Để giải thích lý do vấn đề này, có thể hiểu rằng những người chơi solo thì không có kinh nghiệm với cả support và jungle, và chính điều đó họ sẽ được xếp vào những vai trò phụ này. Từ đó, cuộc thảm họa bắt đầu. Chắc anh em cũng hiểu mình đang nhắc đến điều gì rồi phải không nào? Đúng như vậy đấy. Ở đây chắc mỗi người cũng đã từng trải qua trường hợp này. Ví dụ như tôi là người chơi chính ở vai trò đường trên và đột nhiên automatic vào vị tướng hỗ trợ. Việc không chuyên vào vai trò khiến cho anh em dễ tạo ra một trận đấu tệ hại. Không chỉ vậy, trường hợp này dễ đưa anh em vào cảm giác khó chịu và dẫn đến tình trạng troll game hoặc là tranh lên trong trận đấu. Tất nhiên vấn đề nhức nhối này đang diễn ra thường xuyên và kể cả trong chế độ Quick Play. Rust Game vẫn đang chưa thể giải quyết bài toán nan giải này trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Thú thật mà nói, việc lựa chọn trước một tướng ở vai trò nhất định cũng mang đến những bất lợi nhất định cho người chơi, bởi anh em cũng không thể thay đổi lựa chọn của mình ở trước đó để phù hợp với đội hình của team. Giả sử những team bạn chỉ toàn sát thương vật lý và đang thiếu sát thương phép thuật, thì ở chế độ thường chọn ẩn, anh em có thể thay thế vị tướng của mình bằng một vị tướng pháp sư để cân bằng về mặt sát thương đầu ra. Nhưng điều này trong Quick Play gần như là không thể thực hiện được. Hoặc ví dụ đơn giản hơn là trong team có đồng đội muốn chơi Yasuo, tất nhiên cần phải có một vị tướng có chiêu thức hất tung để vận hành combo hất tung nhiều người để vẫn chăn chối. Đối với đấu thường chọn ẩn, anh em có thể suy nghĩ để lựa chọn vị tướng nào đó. Còn với Quick Play thì chịu, coi như không biết gì. Thế mới thấy, không có gì là hoàn hảo cả, nhất là với những chế độ được phát hành bởi đội ngũ 200 năm kinh nghiệm làm nhạc như Riot. Vậy anh em có muốn biết người chơi trên thế giới đánh giá sao về chế độ mới này không? Thế giới như chia làm hai cực, một bên khen không ngớt lời, còn một bên thì chê thậm tệ. Không những vậy, họ còn có nhiều ý kiến đóng góp để giúp thay đổi chế độ này theo hướng tích cực hơn. Một số bình luận của các người chơi sau khi trải nghiệm chế độ này đã được tìm thấy trên Reddit. Đây nữa này. Và khi dạo một vòng, tất nhiên mỗi người một ý, không thể nào làm hài lòng được tất cả. Không chỉ cộng đồng bàn tán xôn xao về chế độ này, những streamer cũng có đôi lời nhận xét sau thời gian trải nghiệm. Ở Việt Nam, chúng ta có một YouTuber khá quen thuộc là Twisted Fate. Anh cũng đã lên tiếng về những ức chế khi Quick Play bắt buộc phải chọn tối thiểu một vị trí ưu tiên, trong khi anh chàng này đã chọn mid chính và rừng phụ rồi. Bên cạnh đó, thời gian tìm trận lại vô cùng lâu, có thể do máy chủ Việt Nam hiện đang có ít người sử dụng chế độ mới này. Không như vậy, các vị trí trong một team lại không hề được cân xứng, có đến 2 xạ thủ có 3 rừng. Quả thật, sau những chia sẻ vô cùng thẳng thắn này, chế độ Quick Play cũng đang có những vấn đề. Cùng chung cảnh ngộ với anh chàng này, còn có một streamer nổi tiếng ở nước ngoài như Ross Bụp Sóc, hay thậm chí là các tuyển thủ chuyên nghiệp BYPO cũng đã từng trải nghiệm qua chế độ Quick Play, và điểm chung của họ là các trải nghiệm đều không khác nhau là mấy, không để lại quá nhiều ấn tượng, ngược lại nó còn để lại nhiều hiệu ứng phiền toái. Anh em cũng có thể thấy rằng mặc dù chế độ mới Quick Play có tiềm năng để phát triển trong tương lai, nhưng ở hiện tại nó vẫn chưa thể khắc phục được những vấn đề mà chế độ đấu thường chọn ẩn đã hiện hữu ở khoảng thời gian trước đây. Tất nhiên nó cần được cải thiện, và có thể nói là cần cải thiện nhiều đằng khác để biến nó thành một chế độ nhận được nhiều sự tin tưởng đến từ cộng đồng, đồng thời giúp cho số lượng người dùng chế độ này tăng lên đáng kể. Chắc chắn rằng Riot Games sẽ có những động thái nhằm chỉnh sửa và đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi, nhưng đến hiện tại thì Riot Games vẫn chưa đưa ra bất cứ dấu hiệu nào về việc họ sẽ thay đổi chúng. Và thế là hành trình đi tìm hiểu về chế độ Quick Play vừa xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại cũng đã khép lại. Anh em nào chưa biết thì sẽ biết thêm về sự có mặt của chế độ này. Còn anh em nào đã biết thì mong rằng những thông tin trên sẽ mang đến những điều thú vị. Nhưng mà khoan đã, hình như còn thiếu gì đó. À, thì giờ là thiếu kết luận. Vậy là sau khi đã tìm hiểu, anh em thấy chế độ này tốt hay tệ? Riêng bản thân mình thì thấy chế độ này là không quá tốt cũng không quá tệ, có thể nói là chấp nhận được. Nó sẽ tốt với những anh em nào muốn vào game nhanh và không muốn vị tướng mình đang muốn chơi bị lấy mất.
Còn đối với anh em nào thích sự đa dạng, thay đổi các lựa chọn tướng của mình để phù hợp cho đội hình của team, thì đây là chế độ không mang đến những điều mà anh em kỳ vọng đâu đấy. Ngoài ra đừng quên để lại suy nghĩ của bản thân ở bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi, đồng thời cho mình được biết với nhé. Video tới đây cũng đã khá dài rồi, trước khi khép lại, anh em nào thấy video này hay, hãy để lại một like, đồng thời không quên ủng hộ một subscribe để giúp kênh ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt là bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn anh em trong những video tiếp theo.